Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ kết con lừa. Con lừa này thì mình làm hoàn toàn bằng hạt 6 ly này. Và có một chút là cái mắt và cái phần chân này này là mình có sử dụng bằng, các bạn sẽ sử dụng bằng cái size hạt to hơn, có thể là loại hạt 8 ly hoặc là 10 ly cũng được nhé. Các bạn nhớ sử dụng size to hơn là được. Nhưng mà riêng cái phần chân này, mắt này, chúng ta sử dụng cái hạt to hơn một chút. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 6 hạt các bạn nhé. Dây trái chéo qua. Và dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Chúng ta sẽ đi xung quanh cái vòng này các bạn nhé. Dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Màu thì các bạn tùy các bạn chọn màu nhé. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu tiếp tục 3 hạt. Dây phải, dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu tiếp tục 3 hạt. Ôi. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu tiếp tục 3 hạt các bạn nhé. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua.
dây trái, chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiếp tục tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải này của chúng ta lại sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái bây giờ tiến về bên trái 3 hạt các bạn nhé. Tiến về bên trái 3 hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 1 hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt.
dây trái chéo qua. Dây trái tiếp tục tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến 1, 2, 3. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Tiếp tục chúng ta thêm một vòng như thế nữa, dây trái tiến về bên trái 1 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiếp tục tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta lại sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt.
dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta lại sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiếp tục tiến về bên trái 3 hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Tiếp tục với dây trái, chúng ta tiến về bên trái 1 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu. Dây phải sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái tiếp tục tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến 3 hạt. Dây phải hoặc dây trái cũng được, chúng ta sẽ sâu 1 hạt. Để dây kia chéo qua. Đấy. Cái vòng 5, vòng 6 này chúng ta vừa tạo. Nó chưa được liên kết với nhau ấy, các bạn đi dây cước vòng quanh cái này cho mình nhé.
ấy. Bạn đi dây cước vòng quanh. Mình nhìn lại con này. Đây chúng ta, các bạn sẽ đi cổ. Bắt đầu chúng ta làm phần thân nhé các bạn, nhìn này. Đây là mình tận dụng cái cước còn lại nhé các bạn nhìn. Chỗ này là một vòng 6 đúng không? Vòng 6 này. Trên này nó sẽ là một vòng 5 và bên đấy nó sẽ hai vòng 6. Chúng ta sẽ đi cổ theo cái vòng 5 này. Và bắt đầu đi dây cước, các bạn sẽ sâu dây cước qua. Bắt đầu từ cái hạt này. Đây, vòng 6, chúng ta sẽ sâu dây cước qua từ hạt này các bạn nhé. Này. Và dây phải này của chúng ta sẽ sâu. Đây. Bắt đầu chúng ta đi này, dây phải của chúng ta này. Chúng ta sẽ sâu 3 hạt trắng. Mà để mình nhìn xem cái màu này với màu này nó không khác nhau lắm. Mình sẽ đổi màu nhé. Cái phần này mình bây giờ bắt đầu mà mình đi cái phần cổ này đây các bạn này. Mình sẽ thay màu nhé, mình sẽ không làm màu trắng mà mình sẽ thành màu khác đi. 3 hạt màu. Dây trái chéo qua. Chúng ta sẽ đi vòng 5 này các bạn nhé. Giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt xanh. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Các bạn nhớ là đi vòng quanh 5 cái hạt này nhé. Dây phải của chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái tiếp tục tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu 1 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái, dây phải. Dây phải của chúng ta. Chúng ta sẽ sâu 2 hạt xanh. Và một hạt tím. Dây trái chéo qua. Tiếp tục dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt.
dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta lại sâu hai hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu hai hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái hai hạt. Dây nào cũng được. Dây nào cũng được. Chúng ta sẽ lấy một hạt để dây kia chéo qua. Đấy. Mình xem con này. Giờ dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiếp tục tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải này của chúng ta lại sâu 4 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây phải. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt.
Và chính dây trái này của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ chéo qua. Đấy. Dây phải của chúng ta sẽ tiến về bên phải 1 hạt. Sau đấy, dây trái của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Chúng ta sâu 3 hạt. Dây phải chúng ta chéo qua. Dây phải chúng ta sẽ tiến về bên phải 1 hạt. Dây trái chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây phải chéo qua. Và dây phải bây giờ chúng ta sẽ sâu về bên phải 3 hạt. Dây nào cũng được, chúng ta sẽ lấy một hạt để dây kia chéo qua. Đây. Và bây giờ dây phải chúng ta sẽ tiến về bên phải một hạt. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt.